lo toan một việc cho tan biến. Gia đình là vòng tay là yêu thương. Gia đình, gia đình. Thương con nhiều lắm, biết rất khó khăn. Và mỗi bước con đi, hãy tin mẹ cha. Luôn dõi nhìn theo, biết bao tự hào. Hãy mạnh mẽ lên con của cha mẹ. Gia đình chắp cánh cho đời con, luôn bình yên hai tiếng kêu lên mong con về an. Gia đình xuân họp những phút giây thân tiên, ta sẽ chia ấm áp nụ cười cùng con lớn khôn và con yêu yêu yêu. Gia đình, gia đình. Chùa chúng ta có cái lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy. Nhưng Đức thấy cái lớp học này rất là quan trọng, quan trọng dữ lắm luôn. Nhưng Đức từng nói rằng nếu con người cứ chạy theo học vị mà đẩy lùi cái đạo đức ở phía sau thì con người càng về sau càng khổ dữ lắm. Phải nhớ là cái thành đạt của con người là từ đạo đức. Vì đạo đức nó có phước, mà có phước nó thành công. Ví dụ như ly nước này đi. Cái ly nước này nó là hiện tại phước của nó là 50%. Thì chúng ta khi cần dùng là khi cần uống là có nước. Nếu như mình uống miếng mà mình biết tạo phước là giống như mình đổ nước thêm thì nước nó càng ngày càng nhiều. Mà nước nó đã nhiều rồi thì lúc nào mình dùng nó cũng có nước cho mình dùng. Thì nước này giống như là phước đi. Nếu như mà ly này không có miếng nước nào, như Đức hỏi các con uống có nước không? Đúng rồi. Vì thì con người mà nếu không có phước, như Đức hỏi các con có thành đạt được không? Nhớ nè, các con có học cao cỡ nào, có giỏi cỡ nào, thông minh cỡ nào đi chăng, mà không có phước thì các con vẫn nghèo, không được thành đạt gì hết. Còn có những con người, người ta không có học gì nhiều nhưng mà người ta có đạo đức, người này vẫn lập được sự nghiệp lớn. Cái đạo đức rất là quan trọng. Nên con cháu của mình mỗi tuần thứ bảy này nè, mình sắp xếp sao cho con cháu mình được đến chùa chút xíu. Bởi vì cũng khó tìm cái ngôi chùa nào mà có cái lớp học này lắm. Thật sự là quý vị biết, những Đức thấy cái lợi ích cho nhân sinh lợi ích quá lớn. Chứ nó thiệt mà nói chứ, nội mà bài ra cái chuyện nấu ăn này thôi, ban tổ chức chùa cũng cực lắm quý vị. Thấy mấy cô khờ hết làm rồi bưng bê dọn dẹp dữ lắm chứ không dẫn đâu. Chúng ta phan hay nói tới tiền bạc, nói cái chuyện công con người làm thôi cũng thấy cực.
Nhưng mà những đức thường động viên chúng chùa mình, những đức nói đây là cái việc ý nghĩa dữ lắm trong cuộc đời. Con người hơn con người là do ngay cái chỗ tiếp nhận giáo dục. Nếu con người mà không tiếp nhận giáo dục á, thì con người này họ tệ dữ lắm. Thí dụ như con người có học vị rất là cao mà không tiếp nhận giáo dục, đạo đức làm người không tiếp nhận giáo dục về định luật nhân quả, thì con người này cực kỳ ác luôn. Họ có thể kiếm tiền, họ bất chấp thủ đoạn luôn, giết người, hại cha mẹ, hại thầy, hại anh em, hại hết. Họ chỉ cần thành đạt sự nghiệp thôi. Vì sao? Họ không tiếp nhận giáo dục, họ không tiếp nhận được định luật nhân quả, nên con người này cực kỳ ác. Nên những đức nói rằng nếu con người cứ xông pha thẳng đến học vị mà họ không chịu được tiếp nhận giáo dục, thì tất cả những người làm cha làm mẹ này tương lai quý vị sẽ đi ra rìa ở. Tại vì sao? Vì quý vị không cho con quý vị nghe giáo dục thì bị ra rìa ở. Nó chỉ lo cho cái mà bản thân nó có nhờ liền, đó là chồng chỉ biết lo cho vợ và con nó, còn vợ chỉ lo cho chồng và con của họ. Còn họ nói rằng cha mẹ là xa rồi, không có nhờ được nhiều. Nên quý vị nếu không cho con quý vị tiếp nhận giáo dục, cháu quý vị tiếp nhận giáo dục, thì tương lai quý vị coi chừng ra khỏi nhà đi bán vé số. Nhớ. Nên cái lớp học đạo làm con này cực kỳ quan trọng luôn. Có nhiều người nói thầy ơi, lúc này mấy nhỏ học nhiều quá, bận quá thầy. Quý vị nhớ mục tiêu học là để làm gì phải không? Thành đạt. Học để làm gì? Có đạo nghĩa đúng không? Nếu như quý vị xông pha vào cái học mà con quý vị mất đi đạo nghĩa, không phát triển về tương lai, vậy thì quý vị nghĩ học nhiều làm gì? Nên rất là nhiều đứa nhỏ bây giờ là thời gian là để học chứ không biết học để làm gì. Rất nhiều đứa nhỏ luôn, mười mấy tuổi, những đứa hỏi con học sau này chọn ngành gì? Dạ không biết. Ủa? Nếu như những đứa đi tu mà cũng như các con vậy, không biết tu làm chi nữa. Không? Nên mình học là mình phải biết là mình học để mình tương lai mình làm cái ngành gì. Mười mấy tuổi là đã có cái góc độ chọn lựa rồi. Khi con người mà có góc độ chọn lựa mục tiêu thì mình mới cố gắng. Còn nếu như mình không chọn mục tiêu thì sao cố gắng đây? Nó nên á, người xưa nói câu rất là hay, chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng nữa. Mình chọn lựa được mục tiêu rồi thì mình sẽ hết lòng hết dạ mình tiến đến mục tiêu đó là mình thành công. Cũng như những đức biết niệm Phật, những đức sẽ cố gắng niệm Phật, những đức biết niệm Phật có kết quả, những đức sẽ cố gắng niệm Phật thì nó có kết quả. Còn nếu như những đức đi tu nó không biết tu để làm gì, nó tu rồi tu chơi vậy thôi chứ không biết tu làm chi vậy, thì những đức cố gắng mục tiêu gì? Không có mục tiêu để cố gắng. Nên mỗi một con người sống trong cuộc đời này, các con phải nhớ rằng là chọn lựa rất quan trọng. Mình đang đi học là mình đang chọn lựa tương lai mình học ra trường mình sẽ làm cái gì, mình chọn cái ngành gì để mình cố gắng mình học. Cha mẹ cực khổ lam lũ kiếm tiền cho mình học để tương lai bản thân chúng ta có một ngành nghề gì rõ ràng. Mà mình khi mình chọn một cái ngành nghề thì mình phải nhìn nhận cho sâu sắc một cái ngành nghề, chứ đừng có chọn theo cái ý thích mà người ta thích mình thích theo, người ta làm mình làm theo, mà không biết bản năng của mình có làm được cái ngành nghề đó hay không để tùy tiện mà chọn lựa. Nghĩa là cái góc độ này cực kỳ sâu luôn á, không có giỡn đâu. Đó, nên sự chọn lựa rất là quan trọng. Nên con em chúng ta bây giờ đi học phần nhiều nó không biết học để làm gì chứ á. Giống như để tiêu khiển thời gian của tuổi trẻ phải cấp sách đến trường đi học, nhưng mà tương lai không biết học để làm gì. Có nhiều đứa con gái học vừa ra trường hoặc là học tới lớp 12 cái lôi đi có chồng, đi gả, rồi về cái năm hay năm sau cái bồng đứa con. Sở học đó thì là gì? Tiêu khiển thời gian. Rồi về có khi cũng đi bán rau, có khi cũng đi làm công nhân, rồi có khi đi bán giày dép,
Có khi bán đồ đạc mà không cần phải trình độ luôn, nhưng mà bỏ thời gian đi học rồi cuối cùng đi làm những cái việc mà không áp dụng vào cái sở học của mình gì chứ. Phải có không? Nhiều không? Rất là nhiều luôn. Nó có nhiều người học luật ra trường luôn, nhưng cuối cùng lại cũng không dùng được cái ngành nghề mình học. Mà học luật đâu phải đơn giản đâu, học khó lắm và học cũng không đơn giản. Học có những người học bác sĩ, có khi học xong ra trường rồi có khi cũng thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ thường á, là trình độ càng cao thì ưa bị thất nghiệp nhiều. Vì sao? Vì do trình độ quá cao nên nghĩ cái thời gian học tập của mình bỏ ra công sức quá nhiều, nên tiền bỏ cũng nhiều quá mà kêu làm lương thấp. Của những công việc bình thường thì khởi đầu không chịu làm, phải đòi hỏi làm sao cho phù hợp với cái sở học của mình mười mấy, 20 năm. Rồi trả lương phải cho cao để mà xứng đáng với bằng cấp của mình. Nhưng mà ban đầu mình chưa làm, ai biết tay nghề mình sao mà cho mình đến đỉnh cao. Cái gì cũng phải khởi đầu, đã vạn sự khởi đầu nan. Cái gì cũng là ban đầu là phải thấp, rồi từ từ người ta mới nhìn ra bản năng của mình, đạo đức của mình, rồi lúc đó nó mới theo sở học của mình, rồi mình đi đến thành công. Đó. Nên nhiều người học cao bây giờ là học sanh ra cái gì? Tâm kiêu ngạo ngã mạn, nên làm cái việc thấp không chịu làm. Đó. Nhiều người mình bây giờ đi làm á, được lương là mình ưa khao gì nè. Hỏi anh làm lương tháng nhiêu? 15 triệu á. Bạn ngồi kế bên hay gia đình ngồi kế bên hay vợ ngồi kế bên? 15 triệu. Tháng không có còn cắt. Tính tiền này tiền kia tùm lum gom vô được 15 triệu. Rồi ai hỏi làm lương nhiêu? 15 triệu. Nhưng mà tới tháng có còn cắt bạc nữa. Có không? Nó có, sao nói gì cũng có nhỉ? Thấy chưa? Cái tâm kiêu ngạo đó nó làm cho mình phải xài tiền nhiều. Bạn làm lương tháng 15 triệu mà cái chầu này bạn phải trả chứ. Bạn làm lương tháng 15 triệu mà cái gì cũng đồ hiệu, cái gì cũng phải xài tiền hơn người ta. Nên mình khôn á, mình làm lương tháng 15 triệu, mình tính vào cái lương chính thôi. Ai hỏi mình lương tháng nhiêu? Khoảng 8 triệu bạn ơi. Tại vì mấy cái tiền kia là đi xe, đồ tiền này tiền nọ là bỏ vào ăn uống đồ sạch nhách rồi. Còn cái tiền chính nó chỉ có mấy triệu à. Thì người ta nghĩ mình lương ít nên mình đi đâu lỡ mình trả tiền ít chút người ta vẫn không cười mình. Còn mình xạo chi mà mình nói mình 15 triệu, cuối cùng cái gì nó cũng bắt mình trả chứ. Rồi mình khổ te tua luôn, đúng không các con? Suy nghĩ cho kỹ nghe. À, vì sao mà cái điều này Nhân Đức biết các con biết không? Vì Nhân Đức ngày xưa cũng xạo. Đi làm toàn bộ là muốn nói lương cao đi khè người ta không à. Nên cái gì người ta cũng bắt mình trả chứ. Rồi cuối cùng là cút khỉ quần cút khỉ. Làm hoài cũng không có cắt luôn. Nên cái xạo này khổ rồi. Nên kinh nghiệm với cái xạo này bây giờ chỉ các con đừng có xạo. Nên các con đọc những quyển sách nào nói ví dụ như dạy về doanh nhân thành công, nếu đọc vô mà không có những cái tư tưởng thất bại thì khoan hãy đọc quyển sách này. Vì quyển sách này toàn là nói về tinh hoa thành công mà không chịu gầy dựng tư tưởng thất bại thì quyển sách này chưa đạt. Hiểu không chưa? Có nghĩa là chúng ta phải nhớ như vậy, để mà mỗi một con người chúng ta cái gì nó cũng phải có thất bại nó mới có cái khôn. Con người mà sợ thất bại là không bao giờ đạt đến chỗ thành công viên mãn đâu. Đó. Nên á, có những con người người ta gan người ta lại thành công. Ta gan ta lại thành công. Nhưng mà cái gan làm sao mà con người nó phải có đạo đức thì nó mới đi đến thành công. Còn nếu như nó gan bừa bãi thì không có thành công đâu. Nên Nhân Đức nói rằng cái lớp học tập này quan trọng lắm. Mà Nhân Đức thấy bây giờ các cháu đây mười mấy tuổi rồi lớn lớn nhiều quá nè. Nên Nhân Đức nói về sở học đó. Đó. Bây giờ các con tự xem lại chính mình nè. Là các con đi học, cặp sách đến trường đi học, Nhân Đức hỏi các con là ai lo cho các con đi học? Đa phần là ba mẹ đúng không? Các con chưa có làm cái gì để phụ cha mẹ chứ đúng không? Nhưng mà Nhân Đức hỏi các con là khi các con đi học về các con có phụ cha mẹ việc này việc kia không? Ở nhà. Vậy thì quá tốt. Đó. Rồi giờ Nhân Đức hỏi các con bây giờ đang trong lúc mà toàn là nhờ cha mẹ không à?
Khi cha mẹ la các con có sụ mặt xuống dậm chân không? Vậy thì các con nghĩ đi. Nếu như các con đặt vai trò làm cha mẹ người ta, mà các con cực khổ, đổ mồ hôi chảy máu đi kiếm tiền, lo cho người ta đi học. Khi người ta đi học xong về các con gầy dạy người ta, người ta cự lại kênh lại các con chịu không? Vậy thì các con hãy tự xem lại chính mình đi, rồi tự điều chỉnh mà sửa. Tại giờ còn cha còn mẹ, cha mẹ nói đến cái mình sụ mặt, mình kênh lại. Các con có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào cha mẹ mình không còn sống với mình không? Rồi một ngày nào các con lớn lên, các con có gia đình, các con sẽ xa cha mẹ các con đó. Tại sao trong những giây phút mà mình ở với cha mẹ mình không làm cái gì đó đối với cha mẹ mình, để thấy rằng khi một ngày nào mình xa cha mẹ mình cảm thấy rằng mình cũng có những giây phút mà mình cũng nhiệt tình hết lòng đối với cha mẹ và lắng nghe những lời dạy cha mẹ, hoặc là mình được ở bên cạnh cha mẹ mình. Các con nhớ hồi xưa mình còn nhỏ không? Chỉ cần mà mẹ mình buông mình ra cái mình khóc hòa lên liền. Vậy mà các con càng ngày càng lớn lên thì cái sự mà cách xa cha mẹ các con càng ngày càng xa bớt đi. Hình như là nhiều bạn, các con lại thích gần bạn hơn gần cha mẹ của mình. Hãy xem lại chính bản thân mình đi. Hành động đó là hành động là ăn trái quên kẻ trồng cây, uống nước mà không nhớ nguồn. Cái này quan trọng lắm, nhớ. Nên mỗi một cháu mình nghe gì nè, chúng ta phải có tâm cảm ơn thì sau này mới có người cảm ơn mình chứ. Nếu như các con không có tâm cảm ơn thì sau này ai cảm ơn các con đấy? Cuộc đời các con cứ chạy mãi thôi học vị. Năm nay tôi lên lớp rồi, cha mẹ mua cho con cái gì? Các con lên lớp rồi, các con phải nhớ ơn cha mẹ các con cho con tiền đi học chứ. Các con lên lớp là tương lai các con có sự nghiệp là bản thân các con nhờ. Mà cha mẹ đã quá cực rồi mà lên lớp còn đòi gì? Không lẽ mình muốn cho cha mẹ mình đổ thêm giọt mồ hôi? Hay là các con muốn cha mẹ các con phải chảy thêm nhiều máu? Hay là các con muốn cho cha mẹ mình phải khô cằn, tiều tụy thêm nữa, để rồi cha mẹ mình sớm bỏ mình, chết đi? Không lẽ mình muốn điều đó hả các con? Hãy tự xem lại lương tâm của mình. Đây là những bài học tập mà đánh vào lương tâm của mình đó. Tự nhận thức sâu sắc một chút. Nếu như bé nào đến đây đã học cái lớp học này, nếu các con quý Nhân Đức, Nhân Đức hết lòng nhiệt tình mà. Không, Nhân Đức rất là thương các cháu nhỏ đó. Từ khi biết đi tu tới giờ, càng ngày Nhân Đức càng thương con người. Cứ Nhân Đức thường nói rằng, cứ nhớ ngày xưa mình mắc mẹ lúc 6 tuổi mình đã quá khổ. Nhân Đức nói thật sự con, Nhân Đức là người thèm thích ăn chuối từ khi còn nhỏ. Rất thích ăn chuối. Không có buổi ăn cơm nào mà trên bàn Nhân Đức không có chuối, nhưng hiện tại bây giờ, chứ ngày xưa không bao giờ có. Có rất nhiều thứ mình thèm lúc còn nhỏ, chưa bao giờ mình đã từng biết. Và có những món đồ ăn Nhân Đức chưa từng biết thèm. Vì sao? Vì chưa từng được ăn. Sao thèm đây? Cứ nghĩ như vậy mà mấy đứa nhỏ nhỏ vô chùa, Nhân Đức nói các cô cố gắng ăn chay nhưng mà nấu cái gì cho các con ăn, rồi mua này kia cho các con ăn. Nhân Đức thấy như nho Mỹ nó mắc quá, có nhiều đứa nhà nghèo không biết có được mua hay không. Nghĩ mình ngày xưa, rồi nghĩ sầu riêng nó cũng mắc, có nhiều gia đình biết có mua cho con ăn không. Mình nghĩ như vậy mà mình mua cho các cháu ăn, dù một lần các con được nếm mùi, các con cũng cảm thấy rằng cuộc đời mình đã từng được ăn món đồ đó. Tại vì bản thân Nhân Đức ngày xưa còn nhỏ đã chưa từng được ăn nhiều món đồ, nên thèm đồ ăn, thấy người ta ăn thèm. Các con biết rằng cái cảm giác của người mắc mẹ lúc còn nhỏ, như Nhân Đức lúc còn nhỏ chơi với các bạn sớm, mà mỗi lần thấy mẹ người ta mua đồ ăn gì đi chợ về, thấp thoáng thấy mẹ người ta là Nhân Đức biết thân phận mình. Và cứ đi qua cầu khỉ, ngang cái chỗ nhà Nhân Đức có cây cầu khỉ, cứ đi ngang cầu. Mà trên đoạn đường mà đi ngang cái cầu đó, nghe các con, mình cảm động lắm. Nếu ai mắc mẹ sẽ hiểu điều này. Mình rất là cảm động.
Có lần đi ngang cầu là tự nhiên mình cảm động lắm, rơi nước mắt. Tại vì sao? Mà nếu mình đứng đó mà mẹ người ta cho đồ ăn người ta, mình đứng đó thì mình càng buồn thêm, tuổi thăng, hiểu chưa? Thôi thà mình im điềm mình đi về phước cho rồi, hiểu không? Đó nên từ nơi đó mà bây giờ các con còn cha còn mẹ bên cạnh, hoặc là sống trong cái xã hội bây giờ ly hôn nhiều quá, có nhiều đứa bé ở đây, các con được gần mẹ mà không gần cha, có những đứa gần cha mà không gần mẹ. Những đức mong rằng các con nên tiếp nhận cái nền giáo dục, dù là cha mẹ các con là người lớn, người ta không còn duyên nữa, người ta không còn ở bên nhau, các con là bổn phận làm con, đừng có đụng vô chuyện của người lớn. Và nếu cha mẹ không hiểu mà nói rằng ba mày ổng không có được, ổng có trách nhiệm, trong lòng các con không cần cãi với mẹ, nhưng mà mình nghĩ rằng nhờ có ba mới có mình, dù cỡ nào cũng ba của mình. Còn nếu ba mà nói mẹ mày người là người đàn bà không có đàng hoàng nên tao mới chia tay, trong lòng mình nói nhờ mẹ mang mình 9 tháng 10 ngày, mẹ khổ vô cùng mới sinh mình. Từ nơi đó dù ba nói cỡ nào con vẫn nghĩ đến mẹ. Tại vì mình là con nít, mình không có dính vô cái chuyện người lớn, mà nhiều người lớn không hiểu lại đưa vào tư tưởng cho các cháu những điều lỗi lầm, tội lỗi, mà các cháu không hiểu thì các cháu lại oán hận cha hoặc là oán hận mẹ. Còn nhiều người mẹ không hiểu lại ghét chồng, lại chửi luôn bên nội: bên nội mày không có đạo đức đâu, mày đừng có nghĩ tới bên đó làm gì, mày gặp cũng đừng có chào chi, dùng cái thứ không có đạo đức. Nếu con mình không hiểu, cả đời con mình oán hận bên nội, thì con mình được cái gì nên thăng quý vị? Nó quên cội quên nguồn. Còn nếu như cha không có đạo đức nói rằng mày đừng có nghĩ tới bên ngoại mày, bên ngoại mày cái thứ gì đâu không à, thì con của mình sẽ nghĩ bên ngoại thì sao? Nên tất cả những người lớn ngồi đây hay các cháu ngồi đây, nếu như có những câu nào người lớn nói không đúng, các con hãy có cái sự tư duy nhìn nhận. Dù là mình hiếu với cha mẹ, mình nghe lời cha mẹ, nhưng có những cái cả người lớn dạy cũng sai nữa, hành động người lớn cũng sai nữa. Thì từ đó nếu như các con được tiếp nhận giáo dục, các con sẽ biết phân tách rõ ràng điều đúng, điều sai qua những cái sự chia sẻ của những đức. Các con hãy nhớ để mà áp dụng. Nhớ. Bây giờ mà kêu con nít mà nghe lời cha mẹ, hiếu với cha mẹ, mà nhiều người cha mẹ bây giờ có tiếp nhận giáo dục đâu, bây giờ nghe là cũng nghe tầm bậy nữa, biết coi. Bởi bây giờ đúng là chúng ta thê thảm thiệt. Nó từng đời của người không được tiếp nhận giáo dục thì bây giờ dạy sai hoàn toàn, dạy bậy hết luôn, thấy không? Thế tội nghiệp không? Nên những đức nói rằng con gái này rất là quan trọng được giáo dục. Ba cái gốc mà những đức khuyên các con phải làm cho bằng được, các con sẽ nên người mà các con có tệ đâu. Một là tuyệt đối không nói lời giả dối, nói thật, nhớ. Hai là các con không được trộm cắp của người ta, nghèo cho sạch, đất cho thơm, tuyệt đối không làm điều này. Ba là các con phải có lễ phép, đi đâu cũng biết chào hỏi dạ thưa đàng hoàng, đi học về gặp cô chú nói chuyện với cha mẹ mình đều thưa hỏi, phanh tay cúi chào. Ba cái hành động này mà gầy dựng những đức nói cho các con biết, về sau đức hạnh các con lớn dữ lắm. Đó là ba cái nền móng để làm mẹ người ta đó. Nhớ. Nếu như các con nhớ lời này của những đức nói là sau này các con làm mẹ người ta đặc biệt, hãy ghi ba câu đó lại, dán cái chỗ nào mình thường nhìn đi. Thầy đức dạy ba câu đó đó. Sau này các con làm mẹ người ta không có tệ đâu, vì chắc chắn con gái thế nào cũng đi làm mẹ người ta, chạy chờ cũng không khỏi gió nữa. Từ khi đứa này nó không có duyên nợ gì hết trơn, nó đi tu không có duyên nợ gì hết trơn, không có con, chứ sớm muộn gì các con cũng làm mẹ người ta thôi. Nếu như bây giờ mà không dạy tư tưởng làm mẹ thì sau này là mẹ hư đó. Làm mẹ mà không có đạo đức, rồi làm mẹ mà không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà, làm mẹ ở dơ. Bây giờ các con muốn làm mẹ kỹ hay là làm mẹ ở dơ? Đúng rồi, vậy là quyết định làm mẹ rồi đó. Làm mẹ phải kỹ lưỡng, làm mẹ phải biết dọn dẹp, làm mẹ phải biết nấu ăn. Như vậy thì ngoài thời gian các con đi học,
Các con đi về nhà, các con tại sao không nấu ăn phụ mẹ, phụ giúp mẹ. Những người mẹ nhớ nghe, con gái lỡ phụ nó vụng về cái, thôi mày đi ra chỗ khác đi, mày lỡ mày làm còn hư đồ thêm nữa. Quý vị muốn nuôi con gái này cả đời hả? Quý vị không muốn cho nó làm mẹ hả? Rồi sau này làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì sao đây? Nó vụng về nhưng phải dạy nó, phải cho nó cơ hội để làm. Ngày xưa mình có vụng về không? Có đó. Vì mà bây giờ không chịu cho con gái làm, từ cái lau nhà thôi, đứng chổng cái lưng lên mà lau khỏ vô cái lưng, thấy không? Từ cầm cái nồi lau mà lau nhà thôi mà sợ dơ tay. Vì các con sao làm được việc? Rửa cái nhà vệ sinh thôi mà cầm cái tay mà cầm như công chúa, cầm gì nè, cầm cái khăn cầm gì nè. Các con lau đồ mà cầm gì có được không? Mình là con người đã làm, giống như là một phương hướng học tập chứ. Đã chọn rồi là nắm cho chết, hiểu chưa? Sự chọn lựa, đã chọn rồi là nắm cho chết. Giống như chọn một cái nồi lau để lau nhà thì phải lau cho mạnh, dùng sức để làm, chứ không phải là cầm gì đâu. Cầm gì nè. Có lần vô trong nhà vệ sinh, thấy ngồi rửa nhà vệ sinh, cái tay mà cầm làm gì nè. Nhân Đức nói, ủa bộ con bị què hả? Nhân Đức là người thẳng tính mà, bộ què sao mà cầm tay kỳ cục vậy? Cầm chắc lên. Gái mà lau nhà gì kiểu này chắc là gái không nên thân rồi đó nghe. Đó, la gái gì biết sợ, cầm chắc lên lau liền, thấy không? Tuy Nhân Đức nói vậy mà các con ảnh hưởng cả đời. Các con muốn về sao, người ta chê các con gái hư không? Vậy thì giờ để Nhân Đức la các con đi, để các con sau này nên, hiểu chưa? Nên tất cả những người làm cha làm mẹ, nhất là con gái này nè, nhất định phải biết nấu ăn nha. Nhân Đức hỏi các con, nếu một căn nhà mà tối ngày đi ra quán ăn ăn có hạnh phúc không các con? Biết điều này nữa hả? Còn đi học mà tối ngày ăn mì không mà đẹp không? Mì nó có nhiều quá chất lắm, ăn lâu lâu một lần thôi. Sau này đi đến cái nơi ký túc xá đồ đi học á, làm biếng mua thêm thùng mì, rồi mỗi ngày dành thời gian để trang điểm, rồi tới giờ ăn thì nó chế nước vô gói mì ăn, mà cả ăn mì mà cũng khỏi cần dùng tô luôn. Ăn mì mà có cái hộp sẵn để vứt bỏ, khỏi cần rửa mà. Nhân Đức hỏi con gái vậy, các con có siêng không? Mà con người không siêng thông minh không? Vì con nào mà siêng ăn biến làm nhất? Con heo. Vì con heo khôn không? Vì các con muốn làm heo không? Vậy thì phải siêng năng nghe chưa? Nhớ siêng năng đó. Nên cho các cháu vô đây dịp hè đi, cỡ nào các con cũng sẽ có những cái tuổi thơ đẹp trong cuộc đời. Nhớ đó. Cỡ nào đi chăng nữa cũng được nghe cái điều tư tưởng gần gũi này nha. Đó nên đó, các con nghe gì các con thấy thích không? Thích nhẹ sờ nghỉ. Nó cái này là cái ảnh hưởng cả đời đó nghe. Rồi bây giờ Nhân Đức nhắc các con nè, bé nào ở đây á, như hồi sáng này có bé kìa, nó làm mẹ nó cũng xúc động ghê. Vô đây nghe lời Nhân Đức dạy, xong ba mẹ vô rước về. Bé nói với mẹ gì nè, mẹ mẹ, thầy dạy con hiểu rồi mẹ ơi. Ở nhà mẹ la con mà con chầm dầm cái mặt, thầy nói như tấm thớt. Mà bây giờ con soi gương, con sụ cái mặt xuống, cái mặt con còn xấu hơn cái tấm thớt. Thấy không? Bây giờ thầy nói cái đó là cái tội bất hiếu lớn dữ lắm. Thầy dạy con là phải xin lỗi mẹ, và từ hôm nay hứa với mẹ không làm gì nữa. Xong nói với mẹ nó vậy, mẹ cảm động hơn gì nữa.
các con làm gì được không? Nhưng Đức nói rằng trong nhân quả nhà Phật dạy rất rõ ràng, cha mẹ la đến mà trong tâm á la hoài bất tốt biếu á, cái tâm này là cực ác, tâm này gọi là tâm cực ác. Mà ác tâm có phước hay có tội các con? Trong một cái tâm này thôi là cái quả báo người này khi thác sinh đến tam đồ ác đạo là trước nhất. Cái mỏ chu ra khi mẹ cha la, thí dụ như mẹ cha la đến chu cái mỏ là trước nhất quả báo là bị kéo cắt cái miệng. Cắt cái miệng á các con. Nhưng Đức hỏi các con, lâu lâu các con ăn mà lỡ cắn cái môi đau không? Như vậy mà kéo nó cắt cái miệng các con bằng luôn. Rồi có lưỡi câu nó móc vô cái lưỡi, nó kéo ra và cắt lưỡi các con đau không? Nhưng Đức nói lâu lâu ăn mà lỡ cắn cái lưỡi con đau còn hơn cái gì nữa. Mà cái này bị cắt lưỡi các con nghĩ đau cỡ nào chưa? Nên từ nơi đó cái quả báo đó rất là lớn. Còn đứa bé nào ăn mà cơm nước ăn không hết, ăn phân nửa đổ phân nửa, bánh mì cắn miếng liền bỏ, đồ ăn ăn mà liền bỏ đồ ăn. Nghe nè, người lớn con nít cũng nghe nè. Tất cả đồ ăn bỏ đó của chúng ta thì ở dưới âm phủ có một cái hầm, ví dụ như tên Hiền. Cái hầm của ông Hiền. Những đức ăn bỏ bao nhiêu đồ ăn là đều chứa chữa vào cái hầm hết. Nó vô cái hầm đó hết. Và khi mình chết đi là mình xuống đó, mình phải lấy đồ ăn bỏ đó mà nó đã nhiều năm nó thúi không tưởng tượng được, mà mình phải lấy từng miếng đồ ăn thúi đó bóc bỏ vô miệng ăn. Ăn xong múc nước thúi nó uống cho hết cái hầm đó, rồi mới đi đến những địa ngục khác để mà hành. Có nghĩa là người mà bỏ đồ ăn là nghèo trong đời này. Nghèo trong đời này mà còn phải chịu quả báo là đi ăn đồ ăn thúi. Con thấy chưa? Các con biết rằng những người mà trong đời này họ đi móc bọc hoặc là họ đi lụm đồ ăn thừa các con, là tất cả những người này toàn là chịu cái quả báo gì phải không? Đời trước của họ có đồ ăn mà ăn phân nửa, bỏ phân nửa, vứt bỏ đồ ăn. Từ nơi đó mà đời này có thân người nghèo và đi lụm đồ ăn thừa của người ta, đồ ăn hư của người ta mà ăn. Các con biết rằng hiện tại xã hội đang phát triển, nhưng rất là nhiều quốc gia hiện tại, có những quốc gia mà bữa đó những đứa coi khu ổ chuột của nước ngoài, con người ta họ lội xuống một cái hầm thúi và họ lựa tất cả những đồ ăn thúi trong đó, họ lựa ra họ đi kiếm ăn. Và có những đồ ăn người ta liện vô bọc hôi thúi luôn, họ lụm được, họ giành nhau để họ lấy đồ ăn. Những guộc heo, guộc bò mà sình thúi họ lụm đem về họ rửa họ ăn. Đó là khu ổ chuột, mà nguyên một cái khu lớn mà 100+ ngàn dân ở đó. Đó toàn là những con người xài phí phạm phước báo, ăn uống vứt bỏ, khi tái sinh làm người không có phước, sinh vào những quốc gia thiếu nước, thiếu thức ăn. Và đó gọi là dùng biên địa. Đáng sợ chưa? Những điều này những đức dạy các con 100% không có sai một chút nào hết trơn. Đó. Nên bữa đó những đức coi mà một cái chương trình mà người ta mà sở y tế người ta thí nghiệm. Thí nghiệm là thuốc điện tử và thuốc thường. Nhiều người ta nói rằng là hút thuốc điện tử để bỏ thuốc bình thường. Nhưng Bộ Y tế người ta thí nghiệm rằng thuốc điện tử tai hại cực kỳ lớn, chứ không phải là không có tai hại. Đừng bao giờ cho rằng thuốc điện tử không có tai hại. Và người ta nói rằng thuốc điện tử có nguy cơ bị ung thư khoảng 15 lần hơn thuốc bình thường. Đáng sợ chưa? Tốn
nhất là nghỉ hút thuốc để giữ gìn sức khỏe cho tốt. Nên mấy người nam mà về chùa mình nè, đừng có hút thuốc, bỏ đi. Muốn bỏ thuốc mà ở nhà bỏ không được, vô đây. Tôi đưa qua chùa mới, bên tôi cho một cái phòng rồi tôi phá cửa lại, tôi nhốt lại. Rồi mỗi ngày tôi đem vô một chén cơm cho ăn. Rồi thời gian bỏ thuốc à. Chỉ cần quyết tâm là bỏ thuốc được liền. Hút thuốc hại mình mà hại luôn người thân bên cạnh, không có lợi ích gì cả. Đừng có ra vẻ mình là một thanh niên, mình là một thanh niên nè, hút thuốc nè, ra vẻ nè. Đừng có ra vẻ cái đó làm chi. Sao ông lấy cái sức khỏe đó đó để mà làm cái việc gì ý nghĩa trong cuộc đời, để chứng tỏ mình là một người nam, một người đàn ông, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời đi. Hút thuốc làm gì? Bỏ thuốc đi. Mà cả con gái bây giờ mà cũng có khi cũng hút thuốc điện tử trong trường học đó. Các con cẩn thận nghe, đừng có chơi cái trò đó các con. Chơi làm chi cho nó ghiền. Đó, những điều những Đức nhắc nhở đó đó. Mong rằng tất cả các cháu nghe, có một đoạn, có nửa tiếng thôi à, mà các con thấy không? Ban đầu là tư tưởng về học vị, các con nghe rõ ràng, về nghe lại đi. Rồi kế đó là nói về ba điều mà cần phải xây dựng. Đó là tuyệt đối mình á, phải luôn luôn là nói lời thật, không tham lam lấy của ai, và phải có lễ phép, đúng không? Rồi kế đó là dạy con gái phải có nhân cách, phải biết nấu ăn, rồi phải kỹ lưỡng, để sau này làm mẹ người ta mà biết dạy con, đúng không? Đó. Đó, rồi cuối cùng là cái gì? Niệm Phật lợi ích rất là lớn. Niệm Phật lợi ích rất là lớn. Vừa mới có một câu chuyện mà cái vị này kể rằng sao? Đi nguyên một chiếc xe hơi 50 chỗ, tự nhiên nghe có người nói vậy nè: lật chiếc xe hơi này đi, hất chiếc xe hơi này cho văng xuống đèo đi. Ghê không? Hương Linh á, bây giờ chết quan chết đức ngoài đường nhiều quá. Nó cộng nghiệp, nó kêu lật chiếc xe hơi đi, lật chiếc xe hơi đi. Thì tự nhiên có một hương linh khác nói một câu vậy nè: đừng có lật, trong chiếc xe hơi đó có một người niệm Phật. Thấy chưa? Nên những đức nói với vị là về đây vị qua đó đặt chiếc máy niệm Phật, đi đâu cũng nên đeo máy niệm Phật. Cái thời cuộc này khi qua chặn dịch bệnh thì cô hồn càng nhiều, cô hồn phát vơ phát vưởng càng nhiều. Từ nơi đó nếu như mà không niệm Phật thì có chừng cái bị cộng nghiệp lớn vậy lắm á. Còn nếu như người niệm Phật mà nghiệp quả của họ đúng ngày nay họ chết, nhưng nhờ họ niệm Phật mà họ chỉ sơ sức cái chân cái cẳng, gãy tay gãy chân thôi, đó là nghiệp nặng báo nhẹ. Nó như cái câu chuyện như Đức kể đó, cái đứa bé bà ngoại nó cho cái máy niệm Phật nó đeo, vậy mà nó đi lỡ cái chỗ vắng á, nghe người nói rằng xô nó đi, xô nó đi. Xong có người nói rằng không có được xô nó đeo máy niệm Phật mà xô gì. Mày mà xô cái đứa đeo máy niệm Phật tội nặng lắm nghe. Thấy chưa? Từ đó về sau nó đeo máy niệm Phật suốt luôn, và lúc nào cũng đeo máy niệm Phật. Những đức khuyên các con nên niệm Phật, vì niệm Phật con người rất bình tĩnh, và niệm Phật con người rất là thông minh. Chắc chắn. À, bây giờ những đức đọc danh sách những người mà ngày nay sinh nhật này nghe. À. Chế Thanh Viễn 38 tuổi, Nguyễn Thị Tường Vi 10 tuổi, Ôn Cát Tường 16 tuổi, Nguyễn Quỳnh Lâm 14 tuổi, Lê Nguyên Khánh 25 tuổi, Phạm Quyền Phương 10 tuổi, Phạm Đức Khánh 7 tuổi, Phạm Nguyễn Trúc Ly 15 tuổi, Lê Ngọc Hương 17 tuổi, Đặng Thị Quyền Trăng 27 tuổi. Lê Tiết Anh 17 tuổi, Nguyễn Thị Quỳnh Như 17 tuổi, Nguyễn Lê Quyên Nhi 17 tuổi, Trần Thiên Ý 5 tuổi, Đỗ Quốc Anh 3 tuổi, Phan Phạm Như An 4 tuổi, Phan Thị Thanh Yến 17 tuổi,
chùa mình từng nào thì cái lớp học mình vẫn có cái buổi sinh nhật. Mà những đức thường nói rằng là sinh nhật để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ chứ không phải đòi quà. Con nhớ nghe, ngày đó mẹ mình sinh mình khổ mà mình còn đi đòi quà của cha mẹ. Ở đây chắc có những bé mà ngoài đời sinh nhật các con thích ăn đùi gà rán phải không? Chiên á, đứa nào thích ăn đưa tay lên coi, mua cho ăn. Đưa tay lên. Ai đó từng ăn đùi gà đó đưa tay lên. À. Rồi để tay xuống đi. Bây giờ nhà Đức hỏi các con nè, cái chân của mình chạy miếng đau không? Các con nghĩ nó cầm dao chặt cái đùi gà đau không các con? Thôi ngày sinh nhật của mình ăn chay đi. Sinh nhật vô đây ăn chay, niệm thêm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình thì tốt quá trời tốt luôn, đúng không các con? À, còn được những đức tặng quà nữa các con ha. Bây giờ nè, mỗi người sinh nhật nghe, những đức sẽ tặng cho con heo với cái máy niệm Phật nghe, người lớn cũng được nữa. Nhưng mà nhớ nè, các con bỏ ống heo xong các con phụ mẹ cha các con ở nhà. Ví dụ như chuẩn bị mua đồ học hay mua gì, con để dành được từng chút con phụ mẹ, phụ cha. Tuy tiền không nhiều nhưng tâm các con lớn. Đó là cái đạo đức sau này dạy con cháu mình đó. Các con nhớ nghe. Tặng con heo là ý nghĩa gì đó. Chứ để dành từng đồng, từng cắt nên các con không dám xài tiền phí phạm. Đó là những đức muốn dạy các con cần kiệm. Cần là siêng năng, kiệm là biết tiết kiệm của cải. Vậy thì các con có phước nghe. À, đây, bây giờ tặng quà đây. Anh Viễn nè. Anh Viễn được tặng con heo luôn. Đây. À, nè con. Cầm chắc nghe con heo này mà rớt một cái là nó giảng sanh. Ai mà cầm con heo này là rớt là nó giảng sanh sớm nghe. Đây, nè bé con cầm chắc con. Đây. À, này con. Bé đứng gần lại con. Đây. Này con. Đây, A Di Đà Phật. Nè. Xích lại. Cái máy niệm Phật đi đâu con cũng đeo nghe, nhà Đức tặng máy niệm Phật rồi đó. Tất cả các cháu đây một năm thế nào cũng phải sinh nhật ở đây à. Nên cháu nào cũng sẽ có máy niệm Phật chắc chắn nha. Đây. Bằng đêm ngủ á, niệm Phật nè, để máy niệm Phật bên tai. Còn đứa nào không? À, để máy niệm Phật bên tai các con à, sẽ ngủ ngon, không có gặp ác mộng nghe. Đứa nào bằng đêm mà ngủ mà sợ ma, niệm Phật là tự nhiên hết sợ ma. Để máy niệm Phật bên tai của mình sẽ ngủ bình yên lắm nghe. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu để mỗi người chúng ta đều đem công đức niệm Phật này hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống, ông bà còn sống, hay là cầu siêu cho cha mẹ đã mất hoặc ông bà đã mất nghe. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần các cháu về đây được học tập lớp đạo làm con và các con được niệm Phật nè, rồi được nghe những đức chia sẻ về lớp đạo làm con, xong làm lễ phóng sanh. À, cái công đức này rất là lớn, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cháu nhỏ này, các con đều có sức khỏe, thông minh, học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Khi
khi lớn lên các con đều là những con người giúp ích cho xã hội, cho đất nước, sống làm con người lành mạnh, tốt đẹp và biết niệm Phật, biết tu nhân tích đức. Và chúng ta làm lễ phóng sanh, các con phải phát tâm từ bi. Con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không có giết nha các con. Vì mình muốn sống, nó cũng muốn sống. Mình giết nó rất là đau và mình sẽ có tội. Từ nơi đó mà mình không có giết dù con ruồi, con muỗi, con kiến. Con muỗi lại chích mình đuổi nó đi, mình đừng có đập nó nghe. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim này các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ nha. Di Đà Phật.